Thao tác này giúp làm gãy những chiếc gai nhọn quắc của con nhum. Khi sơ chế, người ta bỏ hết phần ruột bên trong, chỉ chừa lại phần gạch vàng. Công đoạn này nếu không làm kỹ thì thành phẩm sẽ bị tanh và lẫn cát. Đặt nhum lên bếp than nóng, chỉ khoảng từ 30 đến 40 giây. Gạch nhum vừa khô mặt là cho thêm mỡ hành, đậu phộng vào. Hỗn hợp vừa sôi lên là dùng được. Gạch của con nhum và đậu phộng rất là béo và thơm ạ. Hôm nay chú ăn thấy thế nào hả chú? Quá ngon luôn á. Còn anh thì sao? Ăn nhiều lần rồi nhưng mà muốn ăn hoài. Xong rồi.